Alo, bên này xin trân trọng kính chào quý vị khán giả gần xa nhá. Thưa quý ông, quý bà, quý cụ, quý anh, quý chị, quý bạn gần và quý bạn xa. Thưa các bậc trưởng thượng, hôm nay bên này muốn bàn đến một cái câu chuyện là một vùng biển có thể gọi là một vùng biển sôi động nhất thế giới mà một vùng biển nóng nhất thế giới theo đúng cả nghĩa đen và nghĩa bóng, đó là Biển Đông. Trong khu vực này là ngoài cái sự sôi động và sức nóng của thị trường, bởi vì 3 phần tư lượng hàng hóa trên thế giới đi qua cái khu vực này ra, còn nó có một cái sức nóng lớn nữa, đó là cái sự tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa 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 rất là nhiều bên, vài nước và vùng lãnh thổ, trong đó có mâu thuẫn giữa về chủ quyền biển đảo giữa Việt Nam và Trung Quốc, rồi giữa Việt Nam và Philippines, vân vân, phải không? Nhưng dù có bất cứ ai chiếm giữ trái phép hay là tuyên bố yêu sách chủ quyền gì trong khu vực đảo này đi chăng, quần đảo Trường Sa của chúng ta đi chăng nữa, thì chúng ta vẫn có đầy đủ bằng chứng lịch sử và bằng chứng pháp lý không thể chối cãi được. Đây là những cái Hoàng Sa và Trường Sa là quần đảo, là những cái quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đấy, ít nhất là chúng ta cũng quản lý nó từ thế kỷ thứ 17, vân 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 vân. Thế thì tuy nhiên đấy, thì các anh hàng xóm nhà chúng ta vẫn có những cái hoạt động là bồi đắp xây dựng đảo nhân tạo trái phép. Thì không biết là cái việc này chúng ta thấy 2 năm rõ 10 là người Trung Quốc người ta đã làm nhiều lắm rồi, và quy mô là cũng rất là lớn, rất là đồ sộ rồi, phải không? Tuy nhiên anh bạn phía hàng xóm nhà chúng ta, phía đối diện qua ao nhà chúng ta ấy, là có một anh bạn tên là Philippines ấy, không biết là họ có bồi đắp được những cái đảo nhân tạo nào không. Nhưng mà vừa rồi thì thấy họ lu loa lên thì là rằng mà Việt Nam còn bành trướng ở Biển Đông ác hơn cả Trung Quốc. Đấy, thế mới là cái chuyện ghê gớm. Cái kiểu như là họ tố chúng ta là xây nhà lấn đất sang hàng xóm ấy, ôi bà con ơi xử lý giúp tôi với. Ở trên hay nhỉ, việc xây nhà dựng nhà tường rào của hàng xóm lấn sang đất nhà mình, lấn sang đất nhà người khác thì nó ở trường hợp khác, chứ bây giờ anh tuyên vào anh yêu sách chủ quyền trên cái chỗ trên trên đất nhà tôi, lấn chiếm lối đi chung, rồi lại còn lại xảy ra cái tình trạng là ảnh hưởng nhà nhà ảnh hưởng, người người ảnh hưởng, không biết giải quyết thế nào, thì bây giờ bắt đầu đi la làng, đúng không? Cái kiểu như là bây giờ là đi ra thì là bày ra, tỏ ra một cái bộ mặt là rất là đáng thương. À, kính thưa thưa bà con làng trên xóm lưới dưới ấy, trường làng trường trại thượng hạ đông tây, tôi có mua lại một mảnh mảnh đất nhà hàng xóm, có ký tơi ký giấy tờ giáp danh đầy đủ. Nhà tôi thì mua thôi chứ không phải là xây nhà trên mảnh đất có, khi nhà ấy thế mà khi hàng hàng xóm nhà tôi ấy, nó xây nhà nó lấn sang nhà tôi, lấn sang nhà cái phần diện tích có ký tơi giáp danh ấy, khoảng khoảng 30 cm vuông thế này, và khi xây nhà có đập mi của nhà tôi đi, khổ quá, nên người ta nhìn chẳng thấy cái mi mấy cái hiên nhà đâu, đấy làm cho tôi không mở được cửa sổ, ôi khổ thế. Đấy, cho tôi hỏi trường hợp này thì tôi phải làm thế nào? Khổ quá, ối làng nước ơi. Ối nhà làng nước ơi, thằng Việt Nam nó xây đảo nó ăn cướp nhà của tôi. Đấy, kiểu như thế. Thế thực hư cái việc như thế nào thì mời các bạn nghe một cái bài bình luận ngắn ngắn về báo chí của Philippines, người ta tố Việt Nam bành trướng ở Biển Đông như thế nào. Mời các bạn. Thân mến, cách đây vài tháng, tờ Palawan News của Philippines đã đăng tải một bài viết tố cáo Việt Nam đang bành trướng ở Biển Đông còn hơn cả Trung Quốc khi chúng ta liên tục mở rộng các đảo lớn nhỏ tại khu vực Trường Sa. Vậy các bạn có biết thực hư câu chuyện này ra sao? Chuyện Việt Nam bành trướng tại Trường Sa hơn cả Trung Quốc liệu có thật hay không? Việt Nam bồi lấp hàng loạt hòn đảo lớn nhỏ tại khu vực Trường Sa. Các bạn biết không, trong một bài viết được trích dẫn từ sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á, AMTI cho biết, Việt Nam chúng ta đã mở rộng tới 420 ha diện tích đất tại các đảo ở Trường Sa. Trong đó chúng ta đã nâng cấp diện tích đảo Nam Yết lên gấp 4 lần bình thường và sắp sửa xây dựng thêm một cảng biển siêu to khổng lồ chứa được cả một con tàu to tận 2.000 tấn. Chúng ta đang tham vọng biến hòn đảo bé tí tẹo này trở thành một thành phố biển rộng tận 300 ha trong vòng 2 năm tới đây. À mà còn chưa hết đâu nhá, trang tin này còn chỉ thẳng mặt Việt Nam và bảo rằng chúng ta cũng đang có âm mưu tương tự tại hòn đảo Sơn Ca trực thuộc Trường Sa.
Chỉ trong vòng 7 tháng của năm 2022, chúng ta đã mở rộng diện tích của nó lên gấp 3 lần bình thường. Riêng vùng đất liền nằm ở đảo sẽ tăng diện tích lên gấp 7 lần trước đó sau khi được bồi lấp từ năm 2023 đến năm 2024. Theo như tính toán của Việt Nam thì đảo Sơn Ca sẽ được biến đổi thành một tiền đồn mới với đầy đủ cảng biển, trung tâm huấn luyện quân sự, các khu vực chức năng phục vụ cho quân đội, trạm radar và vô số những căn nhà dân sự có quy mô khác nhau. Vậy họ còn nói gì nữa không nè? Vâng, còn có các bạn ạ. Cũng như là AMTI thì chuyện nguy to nhất là Việt Nam chúng ta đã và đang tăng diện tích của hòn đảo Phan Vinh lên gấp 13 lần bình thường chỉ trong vòng 2 năm qua. Nhưng lòng tham của Việt Nam là vô đáy, nên đâu chỉ dừng lại ở đó. Theo như phần đất rộng lộ ra thì thủy triều rút xuống ở đảo Phan Vinh thì Việt Nam có thể mở rộng diện tích của nó lên gấp 30 lần trước kia vào năm 2027. Úi là trời, nghe qua là muốn xây sẩm mặt mày luôn. Nhưng có lẽ các bạn sẽ càng choáng váng hơn khi hay tin rằng ngoài ba hòn đảo kể trên thì Việt Nam ta cũng đang tăng cường bồi lấp tất cả các hòn đảo lớn nhỏ khác tại Trường Sa. Tổng diện tích bồi lấp của chúng trong năm 2022 được tính toán lên đến 170 ha, nghĩa là lớn gấp 240 lần một sân bóng đá 11 người. Mặc dù Việt Nam đang có những động thái rầm rộ như thế, nhưng chúng ta lúc nào cũng tỏ ra không hề làm gì tại khu vực tranh chấp ấy. Thậm chí là ngay cả khi Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington gửi một thông cáo cho Đại sứ quán Việt Nam thì chúng ta cũng chả thèm phản hồi hay là đói hoài gì tới luôn. Để rồi trong một số tuyên bố được đăng tải trên kênh truyền thông chính thống khác thì Việt Nam chúng ta lại trả lời một cách lấp liếm rằng tất cả những hành động tại Trường Sa chỉ là đang bồi lấp các đảo để chống sạt lở vào mùa mưa bão mà thôi. Ngoài ra thì mấy chuyện bồi lấp vừa kể trên chỉ được dùng để phục vụ cho mục đích nghiên cứu hàng hải và động vật thôi chứ làm gì mà căng. Thậm chí là tờ báo này còn dẫn lời một số giáo sư chuyên ngành chính trị Đông Nam Á tại phương Tây để khẳng định rằng Việt Nam chúng ta luôn tỏ ra đáng thương như là người bị hại tại Biển Đông. Chúng ta liên tục đăng tải chuyện Trung Quốc bành trướng ở khu vực nóng như chảo lửa và ngư dân Việt Nam thì suốt ngày bị người ta ăn hiếp đủ đường thiệt là tội nghiệp quá xá quá xa. Vậy mà thực tế lại cho thấy điều ngược lại và Việt Nam cũng chẳng phải dạng vừa gì cho cam. Những gì mà chúng ta đang làm cũng chẳng khác gì những kẻ mà chúng ta đang oan oan tố tội suốt thời gian qua. Thậm chí, Việt Nam còn có phần dữ dội hơn, quyết liệt hơn mấy nước khác nữa cơ. Nói có sách mách có chứng, trang tin này đã lập tức lấy ra một ví dụ điển hình vào năm 2019 khi mà tàu hải quân Indonesia bị tàu kiểm ngư của Việt Nam húc bẹp hông để gây sức ép buộc họ phải thả ngư dân ra. Trong khi báo chí của Indonesia làm ầm ĩ hết cả lên thì phía Việt Nam lại phớt lờ như không, kiểu ôi giời, chỉ là va chạm vặt thôi, anh làm gì mà căng thế nhỉ? Chính thái độ này của chúng ta đã khiến cho nước bạn tức điên hết cả lên. Vậy sự thật là như thế nào? Việt Nam ta có thực sự xấu tính như những gì mà các bài báo chí của Philippines vừa lên án hay không? Và chúng ta có thực sự ghê gớm hơn cả Trung Quốc hay không? Câu trả lời sẽ có ngay sau đây. Các bạn đừng chuyển kênh nhé. Việt Nam bành trướng tại Trường Sa hơn cả Trung Quốc. Thật hay đùa? Sau khi các thông tin được báo chí Philippines đăng tải, dư luận đã chia ra làm nhiều ý kiến hết sức trái chiều. Có người ủng hộ, nhưng cũng có kẻ lại nhân cơ hội đả kích Việt Nam không tiếc lời. Giời, tưởng tốt đẹp thế nào, hóa ra cũng xấu tính xấu nết như ai kia, thì tố với chả cáo cái nỗi gì. Cơ mà về phía mình ấy, thì mình thấy... cái chuyện Việt Nam bồi đắp các đảo lớn nhỏ ở Trường Sa chả có gì sai cả. Đơn giản là vì đảo của mình thì mình bồi đắp thôi, chứ việc gì đến ai mà phải rén nhỉ? Philippines và tất cả các nước khác nên nhớ rằng là Việt Nam hoàn toàn có đầy đủ chủ quyền tại quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Điều đó đã được thể hiện rất rõ thông qua các châu bản triều Nguyễn có dấu son đỏ chói được lưu hành từ thế kỷ 17-18 lận. Thêm vào đó là hệ thống bản đồ cổ được các triều đại phong kiến Việt Nam, phương Tây và cả Trung Quốc vẽ ra thời trước cũng cho thấy rằng Trường Sa là của Việt Nam. Hay như là trong thời kỳ hiện đại thì cũng có rất nhiều hình ảnh và hiện vật cho thấy Hải quân Nhân dân Việt Nam đã từng đến Trường Sa giải phóng và tiếp quản các hòn đảo tại đây. Nếu quần đảo đấy không phải là của chúng ta thì hà cớ gì Việt Nam phải đổ ra biết bao xương máu, mồ hôi và công sức để bảo vệ cho bằng được. Nếu Trường Sa không phải của Việt Nam thì con dân chúng ta đang sống ở đâu, chui từ đâu mà ra? Nghĩ cũng lạ nha. Chẳng lẽ đất đai của chúng tôi muốn làm gì hay là muốn cải tạo gì cũng phải xin phép các người? Đây quả là câu chuyện phi lý nhất thiên hạ, chẳng thể nào chấp nhận được luôn. Còn chuyện Việt Nam bồi đắp các đảo lớn nhỏ ở khu vực này để bành trướng quân sự hay là để chống mưa chống bão, nghiên cứu hàng hải động vật gì cũng là chuyện của chúng tôi.
biết chả liên quan gì đến những người vô can cả. Không khéo cái thái độ vô lý của Philippines lại khiến cho con người ta liên tưởng đến mấy mụ già hàng xóm ghen ăn tức ở với con nhà người ta. Thế bỗng dưng cái thằng ất ơ nào ấy lại xây được nhà cao cửa rộng, lại khai hoang được lắm đất đai tốt tươi thì lại nổi cáo ga tô lên. Vậy thì ở đây ai mới là người xấu bụng nhỉ? Chẳng thèm nói thì các bạn cũng đã đoán được rồi đúng không nào? Riêng chuyện Việt Nam chúng ta tỏ ra đáng thương trong mắt bạn bè quốc tế khi bị ức hiếp tại Biển Đông thì quả là một lời xuyên tạc. Mình không thể nào mà có thể chấp nhận được luôn. Thế mình thử hỏi nhá, anh bạn Philippines, nếu như một ngày đẹp trời nào đó có một gã hoang đường nào đấy sấn đến trước mặt bạn và đấm cho bạn một phát thì bạn làm gì? Tất nhiên là phải tự vệ rồi đúng không nào? Chả lẽ cứ đứng y ra đấy để cho chúng nó tẩn mình như tử à? Vâng, thì Việt Nam chúng tôi cũng thế thôi. Chúng tôi cũng phải biết tự vệ, cũng phải biết bảo vệ mình và dân chúng của nước mình chứ. Chẳng phải bài báo được đăng tải cũng nói rằng Việt Nam tấn công tàu hải quân của Indonesia để yêu cầu thả ngư dân của chúng tôi ra hay sao? Vậy thì đó gọi là bảo vệ chính đáng, không để con dân của người Việt bị ức hiếp, bị cầm tù một cách vô lý khi đang khai thác vùng lãnh hải của nước mình, chứ không khác ở chỗ nào đâu. Cơ mà đó là mình nói theo cái lý luận của trang tin Philippines thôi, chứ người Việt Nam chúng ta lúc nào cũng yêu chuộng hòa bình và không thích chiến tranh. Trong quá khứ cũng thế và hiện tại cũng như vậy. Tất cả những gì mà Việt Nam làm đều nằm trong phạm vi lãnh hải của nước mình, chứ không có đi xâm lược, xâm chiếm của ai cả. Tất cả những gì mà Việt Nam chúng tôi đang thực hiện đều tuân theo luật pháp quốc tế, nên chẳng có nghĩa vụ phải giải thích hay trình bày với bất kỳ ai. Đó là lý do vì sao mà Việt Nam không phản hồi những câu hỏi kiểu soi mói hay tội của mấy kẻ lắm mồm. Mình nói thế có chuẩn không các bạn nhỉ? Nếu mà chuẩn thì cho chàng vào tay. Xin chào cả nhà. Việc Trung Quốc xâm chiếm quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam ta đã từ lâu làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn thế giới. Hành động ngang ngược này đã và đang được tiếp diễn bằng hàng loạt những trò nực cười mang tên đường lưỡi bò chín đoạn, bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế. Và mới đây, sự việc đã lên đến đỉnh điểm khi một loạt các hình ảnh về những pháo đài sừng sững ở trên địa đảo nhân tạo đã được công bố một cách công khai. Chúng đã được Trung Quốc cho xây dựng trên chính các quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam, chứ chẳng phải nơi nào khác. Vậy bạn có biết Trung Quốc có ý đồ gì khi cho xây dựng các pháo đài nhân tạo này hay không? Họ đã quân sự hóa quần đảo Trường Sa bằng các pháo đài rắn này ra sao và gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng như thế nào đến một quốc gia anh hào như Việt Nam chủ nghĩa? Hãy cùng mình bàn luận ngay sau đây nhé! À mà trước khi bước vào nội dung chính thì các bạn hãy đừng quên dành tặng cho kênh một nút like, share và subscribe, cũng như là ấn vào chuông thông báo để không lỡ những video thú vị tiếp theo nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Bật mí bí mật về các pháo đài nhân tạo của Trung Quốc trên quần đảo Trường Sa gây sốt. Trước khi những bức ảnh hot được công bố rộng rãi trên toàn thế giới, cụm từ đảo nhân tạo chỉ là những thông tin rò rỉ trên mạng về một pháo đài trên biển với đầy đủ các loại vũ khí chiến đấu tiên tiến được Trung Quốc lắp đặt nên. Thế nhưng vào ngày 25 tháng 10, nhiếp ảnh gia Era Akayan thuộc công ty truyền thông hình ảnh Getty Images đã được cấp phép để ghi lại những hình ảnh về dạng san hô, bãi đá bị Trung Quốc ngang nhiên chiếm đóng và cải tạo hành lang loạt cứ điểm quân sự có đầy mấy anh cao to đen hồi. Cụ thể hơn là bên trong các bức ảnh được công bố cho thấy Trung Quốc đã biến dạng san hô và bãi đá của Trường Sa thành một pháo đài quân sự tiên tiến đúng nghĩa đen với hàng loạt sân bay, đường băng, trạm radar, các tòa hành chính cao tầng, sân bóng và thậm chí là hầm chứa tên lửa đang được đặt trong vòng nghi vấn. Ngoài ra còn có ít nhất 6 trên 15 thực thể thuộc quần đảo Trường Sa, bao gồm đá vành khăn, đá ga ven, đá subi, đá châu viên, đá chữ thập và đá tư nghĩa bị Trung Quốc ăn cắp trái phép rồi quân sự hóa chúng luôn bằng các hành động bồi đắp cải tạo. Theo lời của đô đốc John Aquilino, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ cho biết, Trung Quốc đã hoàn thành 100% chiến dịch quân sự hóa trên ít nhất 3 thực thể đang bị chiếm đóng để tạo nên các pháo đài nhân tạo. Quả là cái gã bố láo này đã vin vào cớ chủ quyền lịch sử hết sức nực cười của mình để tự xây dựng nên những căn cứ quân sự trên các đảo nhân tạo, những thực thể mà đáng lẽ ra thuộc quyền sở hữu hợp pháp của đất nước Việt Nam chúng ta. Quả là cách hành xử của chúng chả khác gì những tên điền chủ ác ôn thời phong kiến cứ nhăm nhe cướp hết ruộng đất của dân lành. Chúng thậm chí còn trắng trợn trục lợi từ chính mồ hôi công sức của dân đen, giống hệt như những tên cướp cạn giữa ban ngày bạn.
Vậy theo các bạn thì đây có phải là một hành động vô cùng bỉ ổi của một quốc gia được xem là anh đại của châu Á không? Họ có xứng đáng đứng ngang hàng với các nước lớn như là Anh, Pháp, Mỹ hay không? Hãy comment ngay phía dưới để cho mình biết nhé. Chỉ riêng mình thì mình đã bó tay bó gối trước cái độ ngang ngược và sắc láo của bố con nhà này. Đã rất nhiều lần họ tỏ ra phớt lờ những phản ứng mạnh mẽ của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Gần đây nhất, chị Hằng của chúng ta đã nhiều lần khẳng định đanh thép rằng Việt Nam hoàn toàn có đủ bằng chứng về lịch sử cũng như cơ sở pháp lý để sở hữu hợp pháp hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Vì thế những hành động của Trung Quốc không khác gì vừa ăn cướp vừa la làng cả. Vậy mà trong một chuyến công du đến Washington vào năm 2015, người đứng đầu Trung Quốc là lão Tập nhà họ đã dõng dạc tuyên bố Trung Quốc không có ý định theo đuổi quân sự hóa các hòn đảo nhân tạo ở Biển Đông. Xem ra lão ta cũng lật mặt nhanh như bánh tráng, chứ không phải là dạng vũ đông nhỉ. Cơ mà tạm gác qua chuyện đó, mình sẽ nói cho các bạn biết lý do vì sao các pháo đài nhân tạo của Trung Quốc lại khiến cho cộng đồng quốc tế sôi sục đến thế. Nào, let's go! Vì sao các pháo đài đảo nhân tạo lại khiến cho người ta phẫn nộ đến thế? Theo như thông tin bức hình được đăng tải, có thể dễ dàng thấy được rằng ý đồ quân sự công khai của Trung Quốc khi hàng loạt máy bay KC-500, một trong những vũ khí hạng nặng và nguy hiểm nhất thế giới, đã xuất hiện tại các pháo đài sừng sững. Thậm chí là gần bờ biển của các đảo nhân tạo còn hiện hữu hàng loạt chiến thần là các tàu tấn công nhanh Tai-22 được lắp vũ khí chống hạm tân tiến EG-83 sẵn sàng hạ gục bất cứ đối tượng nào bén mảng đến gần khu vực. Còn trên các đảo nhân tạo khác, các hàng xóm xảo quyệt của chúng ta sở hữu cả những chiếc đĩa quân sự radar nhằm dò la tung tích của các mục tiêu lọt vào tầm ngắm pháo đài trên biển. Đây cũng chính là nơi được PLA khai thác triệt để tạo nên những cứ điểm quân sự chết chóc với loạt trụ súng và bệ phóng tên lửa nằm rải rác khắp đảo Vành Khăn, Subi và Chữ Thập. Hơn nữa, độ hoàn thiện của các pháo đài đảo nhân tạo còn được củng cố hơn thông qua hệ thống sân bóng và khu nhà ở tập thể của quân nhân Trung Quốc. Chúng đã biến các thực thể hoang sơ trở thành một khu quân sự đúng nghĩa, chứ chả còn phải nghi ngờ gì nữa. Cơ mà sốc ốc nhất vẫn là các tòa nhà nhiều tầng trá hình được nhiều các nhà quân sự quốc tế đặt nghi vấn rằng đây là các hầm chứa tên lửa hạng nặng. Theo Tom Sugat, thành viên cấp cao tại Trung tâm An ninh Mỹ mới chia sẻ trên Twitter rằng tôi đoán rằng các nhà chứa hướng ra biển là nơi cất giấu bệ phóng tên lửa hành trình đặc nhiệm. Ái chà, có vẻ như Trung Quốc đang muốn phô trương sức mạnh quân sự nhằm hù dọa các nước trong khu vực các bạn ạ. Nhưng mà trước khi người ta cảm thấy khiếp sợ họ, thì một lần nữa tàu khựa lại tự biến mình thành trò cười cho bạn bè quốc tế. Bởi họ đã quên mất rằng, mình từng tuyên bố dõng dạc là các hòn đảo cải tạo chỉ nhằm mục đích đảm bảo an toàn hàng hải cho tất cả mọi người. Đúng là sự giả dối của Trung Quốc đã chạm đến ngưỡng quá sức tưởng tượng rồi đúng không nào các bạn? Nhưng thôi, nếu như họ đã mặt dày như thế thì mình cũng chịu. Cái mình quan tâm bây giờ là những tác động tiêu cực mà các pháo đài trên biển mang đến cho Việt Nam ta. Hãy cùng phân tích ngay sau đây. Ảnh hưởng của các pháo đài trên biển đối với Việt Nam ta. Từ đất nước chúng ta là một quốc gia kiên cường, bất khuất, chưa bao giờ đầu hàng trước sức mạnh của kẻ địch. Thế nhưng chúng ta cũng không nên lơ là cảnh giác với những hòn đảo nhân tạo này. Bởi thực tế cho thấy sự ra đời của chúng mang đến rất nhiều những mối nguy hại sau đây. Các căn cứ nhân tạo đe dọa trực tiếp đến đội chiến sĩ Hải quân Việt Nam đang làm nhiệm vụ. Vì chỉ cần một quả tên lửa hạng nặng bay veo vô chiến tuyến là xong phim cả một đại đội trăm người luôn. Chúng tạo ra những áp lực vô hình lên chính đất nước chúng ta khi khoảng cách giữa những pháo đài nhân tạo này với lãnh thổ Việt Nam gần như sát nách. Và cuối cùng là sự xuất hiện của các pháo đài nhân tạo còn xâm phạm đến chủ quyền lãnh thổ của chính đất nước Việt Nam. Nó khiến cho cuộc tranh chấp lãnh hải giữa hai nước leo thang và trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Nói tóm lại, việc xây dựng pháo đài đảo nhân tạo được xem như lời tuyên chiến trực tiếp mà gã đồ tể Trung Quốc gửi đến quốc gia đang tranh chấp quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa, nhất là Việt Nam chúng ta. Theo mình thì hành động này cực kỳ đáng lên án khi mà họ đã ngang nhiên khẳng định quyền quản lý nực cười của mình tại khu vực đáng lý ra phải thuộc về con hồng cháu lạc. Vậy còn bạn nghĩ sao về những việc làm khó coi của gã bố láo này? Hành động của họ có xứng đáng nhận được cơn mưa gạch đá từ cộng đồng quốc tế hay không? Hãy để lại bình luận bên dưới video nhé!